Chào các bạn. Thế là chúng tôi đã được gặp nhau rồi. Mình đó là Tân, An Phan Nam Tân, kênh Sài Gòn Xe Một Gai. Mình là Quang Chân Chân, mình đang làm kênh Duyên Dáng Miền Tây. Đây là bà bán phở. Kênh của bà bán phở, tên cũng bà bán phở luôn. Và bà bán phở làm nghề bán phở luôn. Rồi bây giờ cả nhóm chúng mình sẽ đi tham quan bưu điện trung tâm thành phố, một công trình kiến trúc biểu tượng của Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Thật ra là mọi người biết không, để Chân giới thiệu chút xíu, có cái này rất là thú vị nè. Chân và bạn Tân và chị Nguyên, nickname là bà bán phở, là ba người chưa từng gặp mặt nhau nhưng mà đã là bạn của nhau online một tháng nay, đêm nào cũng tâm tình với nhau tới 1-2 giờ sáng nhưng mà không biết mặt. Cho nên là hôm nay Chân lặn lội từ ở Cần Thơ bắt xe 3 giờ sáng lên tới đây để gặp hai bạn này, để gặp mặt nhau, để thôi cứ đêm nào cũng tâm tình mà không thấy mặt. Mộng du luôn. Rồi bây giờ mời các bạn cùng với tụi Chân là đi tham quan nhà thờ Đức Bà với lại bưu điện thành phố sáng nay nha. Rồi đi thôi. Mời theo nha. Yeah. Đây là một công trình kiến trúc của Pháp, xây dựng thời Pháp đang đô hộ Việt Nam. Và sau khi Pháp rút quân về nước thì người dân Việt Nam, người Sài Gòn đã bảo tồn nó, phát huy nó. Bây giờ nó trở thành cái bưu điện, người ta hay gọi chung đó là bưu điện trung tâm Sài Gòn. Và tất nhiên là có rất nhiều khách. Nơi này không nghĩ là một cái bưu điện mà bây giờ nó trở thành một cái nơi tham quan dành cho du khách nước ngoài mỗi lần mà đi đến Việt Nam. Nhưng bạn thấy có rất nhiều du khách quốc tế của rất nhiều nước đến với bưu điện trên sông Sài Gòn để tham quan chụp ảnh lưu niệm. Quay ra ngoài các bạn xem luôn nha. Các bạn thấy du khách người ta lần lượt lũ lượt người ta kéo vào, và đây là khung cảnh ở ngoài của bưu điện trung tâm Sài Gòn. Đối diện bưu điện trung tâm Sài Gòn đó là một cái công trình kiến trúc hết sức đặc sắc của Sài Gòn, Hồ Chí Minh, đó là nhà thờ Đức Bà.
trung tâm của bưu điện trung tâm Sài Gòn. Bây giờ mình với hai chị đây sẽ đi tham quan kỹ ra rồi giới thiệu cho mọi người xem chi tiết bên trong cái bưu điện trung tâm Sài Gòn có gì nha. Mọi người theo tôi đáp cho mình nha. À, hai bà chị nhà mình với sắc phục của quốc phục của Việt Nam, đó là áo dài. Thì bên trong thì nó cũng như một cái bưu điện bình thường thôi. Đó là cái nơi nhận trả chuyển tiền điện thoại, nhận bưu chính vân vân. Đó thì mà bức hình của Hồ Chủ tịch được treo ngay chính diện của bưu điện trung tâm Sài Gòn. Áo dài là quốc phục của Việt Nam. Xem ha, cũng gửi quà, cũng đóng gói vân vân, có quầy hướng dẫn. Đấy, đi vòng đi ra bên trái phải giống nhau thôi. Rất là có, cũng là những cái nơi mà vận chuyển phát nhanh thư từ, còn ở giữa đây là dành cho khách hàng khách hàng tới ghi thư từ đó để ngồi nghỉ, rồi có những cái quà lưu niệm, quà lưu niệm của Sài Gòn. Quà lưu niệm em hả? Quay mấy sáng quá thì đẹp lắm. Những cái thổ cẩm của Việt Nam mà. Ví dụ như cái túi này đi. Túi này, cái túi thổ cẩm Việt Nam có giá 50.000. Tức là khoảng $2. $2 Mỹ. Túi dưới này cũng vậy. Yes, 60.000 là $3. Rất là đẹp luôn. Nhất là mấy cô mấy chị. Cô mấy chị có những cái túi này rất là lý. Đây thì chúng ta có thể tìm thấy những cái tờ báo, những cái tạp chí hồi xưa đó, những cái tạp chí, những cái báo xưa, ví dụ báo hồi xưa nè, báo tế của Việt Nam, Enrich, rồi Sài Gòn Cà Phê, những cái bài báo viết về bưu điện trung tâm Sài Gòn. Panorama chụp vào bằng con kỹ thuật panorama. Chú tới đây chú tham quan hả? Tham quan. Dạ. Chú thấy ở Sài Gòn này sao? Nó ồn ào nhiều quá. Nhưng mà chú có bị ấn tượng không? Cái ồn ào đó chú có thích không? Cũng không. Cái gì nó làm mình khó chịu, tại vì ở chỗ đi cũng nó quen. À dạ. Nhưng mà chơi một cái ngày thì không sao. Dạ dạ. Để cho con hỏi con tên Tân chú tên gì à? Hả? Con tên Tân chú tên gì? Chú tên Tâm. Chú Tâm, à cùng vần luôn. Xin giới thiệu mọi người là chú Tâm. Chú Tâm thì quê ở Buôn Ma Thuột và lên Sài Gòn, Hồ Chí Minh để đi tham quan. Thì chú Tâm có nói là ở Buôn Ma Thuột thì yên tĩnh hơn nhiều, nó không có nhộn nhịp bằng Sài Gòn, Hồ Chí Minh. Thì chú đã đi đâu ở Sài Gòn rồi chú? Mấy điểm rồi? Đi miền Tây chơi. Miền Tây, thì chú đi miền Tây. Thì sau cái buổi hôm nay chú đi đâu nữa? Sau này chú về. À sau này chú về. Dạ. Con hỏi thêm là chú làm nghề gì chú? Hả? Chú làm nghề gì chú? Chú làm hớt tóc. À chú là một người thợ hớt tóc ở Buôn Ma Thuột nha mọi người.
cho nên là có lên Buôn Ma Thuột thì ghé tiệm hớt tóc của chú Tâm nha. Con cảm ơn chú nhiều. Dạ. Chúc chú có một cái chuyến đi thật là vui vẻ. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Chúng ta mới vừa gặp chú Tâm, một cái vị khách ở Buôn Ma Thuột mới tới Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh tham quan. Thì Bưu Điện chúng tôi Sài Gòn là một cái nơi mà rất nhiều người ở mọi nơi luôn, mọi nơi ở Việt Nam, ở trên thế giới về đây rất là nhiều. Đây là những chai nước hoa. Hồi xưa thì người ta làm biết Sài Gòn thôi, nhưng bây giờ người ta làm thêm những cái trang phục cho người dân, cho các dân tộc nữa, cho nên là có thêm một chữ là Miss Việt Nam. Đó ở phía dưới là áo tứ thân rồi này nọ đó. Đây là cái sản phẩm của gốm sứ của Minh Long. Minh Long làm riêng cho theo đơn đặt hàng của Miss Sài Gòn. Xin chào mọi người, như vậy là mà nhóm tụi mình 3 người đã kết thúc cái buổi quay phim ở Bưu Điện trung tâm Sài Gòn. Xin cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở các video tiếp theo.